Thưa quý vị, theo báo cáo chuyên sâu về bất động sản hàng hiệu mới đây của Savills for Research khẳng định, lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đa dạng hóa trong vòng 5 năm tới, và Đà Nẵng hiện đang thuộc nhóm 20 thị trường hàng đầu thế giới về bất động sản hàng hiệu. Mô hình bất động sản hàng hiệu đã xuất hiện tại Việt Nam trong 3 năm trở lại đây. Đà Nẵng, Hội An, Quảng Nam được nhìn nhận là mảnh đất đầu tiên xuất hiện các dự án bất động sản nghỉ dưỡng hàng hiệu như Fusion Suites Đà Nẵng của chủ đầu tư Vina Capital hay Hyatt Regency Đà Nẵng của Indochina Capital. Năm 2021, thị trường bất động sản hàng hiệu Việt Nam tiếp tục công bố 3 dự án đình đám. Đầu tiên là tổ hợp Grand Marina Sài Gòn với 2 tòa tháp được quản lý bởi 2 thương hiệu JW Marriott và Marriott của tập đoàn Marriott International. Tiếp theo phải kể đến là The Ritz-Carlton Residence Hà Nội và The Ritz-Carlton Residence Sài Gòn trong dự án One Central gắn liền với thương hiệu Ritz-Carlton.